Huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định Paris Saint-Germain PSG hoàn toàn xứng đáng lọt vào bán kết Champions League sau màn lội ngược dòng khó quên trước Atalanta ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng nay 13:08 giờ Việt Nam. Ở trận đấu trên, Atalanta đã dẫn trước 1-0 cho đến phút 89 nhờ pha lập công của Mario Pasalic, nhưng hai bàn thắng của Marquinhos phút 90+1 và Eric Maxim Choupo-Moting 90+3 đã giúp PSG làm nên cuộc ngược dòng khó tin. Hôm nay là sinh nhật thứ 50 của câu lạc bộ, vì vậy một trận đấu như thế này, trong một dịp lịch sử như vậy, đội đã giành được 4 danh hiệu trong mùa giải này và giờ đã vào đến bán kết Champions League. Chúng tôi chắc chắn sẽ không quên ngày này, Tuchel nói với AMC Sports sau trận đấu. Bất chấp những khó khăn mà họ gặp phải khi đối đầu với một đội bóng Atalanta với tổng giá chuyển nhượng chỉ tương đương với Kylian Mbappe, Tuchel vẫn luôn tự tin PSG sẽ thắng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác chúng tôi sẽ không ghi được bàn thắng. Tôi thậm chí còn nói với các trợ lý của mình, một khi chúng tôi có được một bàn thắng, tôi chắc chắn rằng đội sẽ tiếp tục ghi bàn. Chúng tôi đã chơi một trận đấu rất hay và xuất vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, cũng có một chút may mắn, nhưng nếu đã xem hết trận đấu, chúng tôi xứng đáng phải trải qua, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh. Huấn luyện viên Tuchel nhận định về trận đấu, chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 2, chơi với đúng nhịp của mình và các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là đặc biệt tạo ra sự khác biệt lớn. Các mục tiêu đã ảnh hưởng đến tâm lý nhưng họ đã vượt qua nó. Ở trận tứ kết với Atalanta, huấn luyện viên Tuchel đã xem trận đấu ngồi trên một thùng đá trên đường biên khi ông phải sử dụng nạng sau khi bị gãy xương ở bàn chân vào tuần trước. Nhưng có lẽ những khó khăn này đã tan biến khi chiến lược gia người Đức chứng kiến đội bóng thủ đô Paris đánh bại Atalanta một cách rất đặc biệt. Ở bán kết, PSG sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa Leipzig và Atletico Madrid.